Sự cố ở Lào, nhưng đây thực sự là hồi chuông cảnh báo với các công trình hồ đập ở nước ta hiện nay. Bởi theo báo cáo cập nhật từ Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số lượng các hồ chứa xung yếu không phải ít khi có đến 233 hồ có nguy cơ mất an toàn. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ có tổng số 2.985 hồ, 286 hồ chứa lớn, 2.699 hồ chứa nhỏ. Trong đó, 15 hồ có tràn cửa van, còn lại là tràn tự do. Trong số các hồ chứa trên, có 138 hồ chứa xung yếu cần giám sát kỹ lưỡng sự cố tập trung ở vùng núi phía Bắc như Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang. Tại khu vực Bắc Trung Bộ có tổng số 1.920 hồ, thì có 95 hồ chứa trong số trên ở trạng thái xung yếu, có nguy cơ mất an toàn, tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Các hồ chứa được xây lâu năm, lại đắp bằng đất với công nghệ xây dựng còn lạc hậu nên tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm với hạ du trong mùa mưa bão. Các hồ đập nhỏ được giao cho các địa phương quản lý cũng thường là những hồ hay gặp sự cố do thiếu sự giám sát của cơ quan chức năng. Trước diễn biến ngập lụt đang rất phức tạp, Tổng cục Thủy lợi đã đề nghị các địa phương, các công ty khai thác công trình thủy lợi chủ động hạ thấp mực nước các hồ chứa nước có cửa van xuống mức chủ động đón mưa lũ, đảm bảo an toàn công trình và không xả lũ bất thường làm ảnh hưởng đến vùng hạ du. Tăng cường công tác kiểm tra hồ chứa nước, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ đang đầy nước, hồ chứa xung yếu, sẵn sàng triển khai việc xử lý giờ đầu khi có nguy cơ xảy ra sự cố.